Sao Hoàng Nhật xin chào các bác. Em lên sóng giới thiệu các bác một cái chiếc máy lạnh một cục, một con máy phải nói là chạy cực êm, chạy rất là lì, chắc chắn, mát lạnh, khỏe, gần như không nghe tiếng gì các bác ạ. Chạy lốc êm một cục mà im re nhé, một con của hãng Koromi, khá là khỏe. Con này công suất 8.000 BTU, phù hợp cho phòng khoảng 15m² trở lại, chạy mát lạnh luôn ạ. Hình thức thì làm đẹp long lanh rồi. Một con máy cái cửa gió này nó rất là dài, tay để đây cái lạnh cóng này các bạn ạ, lạnh cóng tay nhá. Đấy. Đây là một cái chiếc máy điều hòa một cục, trên máy có các cái chức năng điều khiển rất dễ sử dụng luôn. Đây là cái cần gạt tăng giảm nhiệt độ cài đặt này, mình có thể tăng xuống 21 độ thì phòng kéo phòng xuống 21 độ thì máy sẽ ngắt, có chức năng hẹn giờ này các bạn ạ. Đấy, rất dễ sử dụng nhá. Ở đây là một cái nút điều chỉnh 3 chế độ lạnh khác nhau. Đấy, lạnh mạnh yếu, rồi là chế độ lạnh yếu này, rồi là chế độ hút ẩm này. Đấy, những cái mùa Hà Nội này các bác mang hút ẩm rất là khỏe. Một con máy phải nói là chạy rất êm. Đây là khu vực cửa gió thoát khí nóng của dàn nóng này. Đấy, các bác cứ đặt lên cửa sổ thôi, đặt lên cửa sổ nhé, chèn xung quanh lại, chèn xung quanh lại là các bác đã có một cái chiếc điều hòa một cục rồi. Hệ thống tưới tiêu nước tự động, tự tiêu nước luôn. Nước sản xuất ra đến đâu thì tự tiêu đến đấy. Dàn nóng còn rất là mới đẹp, dàn nóng to. Một con máy Koromi phải nói là rất chất đấy, rất êm, êm khỏe. Cửa gió rất là mát, cóng tay ạ. Độ lạnh cóng tay các bác nhé. Độ lạnh phải mười mấy độ C. Con này em bán là 3.500.000, giá chưa có phí vận chuyển, chưa biến áp. Này, các bác nào có nhu cầu lấy các bác liên hệ nhé. Máy chạy điện 100V đấy, bảo hành 6 tháng. Con này chạy cực ngon luôn, êm. 3.500.000 thôi nhé. Chào các bác.